Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành đạo. Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài cũng dạy các loại thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền bát định cho các đệ tử của Ngài. Và sau này, thì khi mà đại chúng mà học tu tập lâu năm rồi ấy, thì chúng ta thấy về cái ở bên cái truyền thống cũng như là lịch sử, truyền thuyết và lịch sử của Thiền Tông ấy, chúng ta thấy một hôm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Linh Sơn vân tập đại chúng, và đại chúng vân tập chung quanh Ngài. Thì bây giờ thì Ngài không nói một điều gì cả, Ngài cứ ngồi yên lặng như vậy. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn ngồi trang nghiêm yên lặng như vậy thì mọi người cũng ngồi yên lặng. Và được một thời gian lâu thì Ngài mới bắt đầu là cầm một cái bông hoa sen lên. Khi mà cầm một bông hoa sen lên, Ngài giơ lên thì tất cả các đệ tử, duy nhất có Ngài Đại Ma Ha Ca Diếp là người đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất, gọi là chúm chím mỉm cười. Và sau khi Ngài Ma Ha Ca Diếp chúm chím mỉm cười đó thì Đức Phật mới nói rằng ta có một cái pháp môn, ta có một cái pháp môn nay đem truyền riêng ngoài giáo, lấy tâm để truyền tâm, tức là lấy từ tâm của Đức Phật để truyền vào cho tâm của đệ tử, tức là dĩ tâm truyền tâm. Ở trong chữ Hán gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm truyền tâm, nay đem truyền cho, hay là đem trao cho gì, Ma Ha Ca Diếp. Và bắt đầu từ đó, sau này Ma Ha Ca Diếp, Đức Phật nhập Niết Bàn đi, thì Ma Ha Ca Diếp trở thành sơ tổ của Thiền Tông, gọi là Thiền Tông Tổ Sư đó, hay còn gọi là Đại Thừa Thiền đó. Và sau này Ma Ha Ca Diếp truyền xuống cho vị tổ thứ hai, đó là A Nan. A Nan dần dần truyền cho đến tổ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Và tổ Bát Nhã Đa La truyền cho vị tổ 28, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và chúng ta thấy là Bồ Đề Đạt Ma, Ngài chính là người gốc Ấn Độ, và sau này đi sang Trung Hoa truyền đạo. Và vào thời nhà Lương, vua Lương Vũ Đế ở bên Trung Quốc, sau khi sang tới nhà Lương ở bên Trung Quốc truyền đạo, thì vua Lương Vũ Đế có mời Ngài vào cung để hỏi đạo, nhưng mà do cái nhân duyên không khế hợp, cho nên là Ngài lại đi sang nước Ngụy. Ngài Bồ Đề Đạt Ma lại sang nước Ngụy ở trên núi Tung Sơn, và lên trên hang động Thiếu Thất, và ngồi thiền nhập định ở trên đó 9 năm trời, gọi là cửu niên diện bích, tức là 9 năm trời xoay mặt vào trong vách núi để chờ thời cơ, chờ cái người mà có cái căn tính, có cái nhân duyên đặc biệt để lĩnh ngộ được cái tâm tông của Đức Phật truyền xuống, tổ truyền nhau cho đến Ngài là thứ 28. Và một hôm thì cũng có một vị đại tướng quân, trước đây vốn là một đại tướng quân, nhưng sau này ngộ đạo và xuất gia và đi đến tìm cầu pháp nơi Ngài. Ngài vị đó chính sau này chính là Ngài Tuệ Khả, hay còn gọi là Tổ Tuệ Khả, đắc pháp nơi Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Có nghĩa là Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa thì là sơ tổ, ở Ấn Độ thì Ngài là tổ 28, sang Trung Hoa thì là tổ sơ tổ, truyền cho Tuệ Khả là nhị tổ, Tuệ Khả truyền cho Ngài Tăng Sán là tổ thứ 3, Ngài Tăng Sán lại truyền cho tổ thứ 4 là Ngài Đạo Tín, Ngài Đạo Tín truyền cho tổ thứ 5 là Ngài Hoằng Nhẫn, Ngài Hoằng Nhẫn lại truyền cho tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng. Và từ Lục Tổ Huệ Năng về sau thì truyền cho rất nhiều các đệ tử nổi tiếng, và bắt đầu cái Thiền Tông Trung Hoa, hay còn gọi là Thiền Tông Tổ Sư Thiền đó, bắt đầu là phát triển rầm rộ từ đó. Và chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta Phật giáo du nhập từ nửa đầu thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, ở thời Tam Quốc thế kỷ thứ 2. Thứ nhất, thứ hai đó, chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta cũng có một vị thiền sư rất nổi tiếng, tu theo, tất nhiên thời đó là tu theo chưa phải là tổ sư thiền, gọi là mình cứ gọi là thiền nguyên thủy đi,
đó chính là Ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội chính là vị tổ sư chứng đắc về thiền và rất am hiểu về giáo lý Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật. Vì bố của Ngài Khương Tăng Hội là người nước Khương Cư, tức là người Tây Trúc, người Ấn Độ bây giờ đó, còn mẹ là người Việt Nam. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam của Ngài Nguyễn Lang, Nguyễn Lang tức là bút danh của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, và quyền lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp cũng có ghi rất rõ, khá rõ về câu chuyện của Ngài Khương Tăng Hội. Và sau này thì Ngài sang Đông Ngô, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngài sang Đông Ngô truyền bá Phật giáo cho vua Ngô Tôn Quyền. Ngô Tôn Quyền là người tín Phật đầu tiên của nhà Ngô. Và sau này thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta Phật giáo bắt đầu có các vị thiền sư từ ở đất Giao Châu, tức Giao Chỉ, chúng ta truyền sang kinh thành đất nước Đông Ngô, thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô đó, thì chúng ta thấy. Nhưng mà phải đến năm 544, bây giờ Ngài Tam Tổ Tăng Sán, tức là đệ tử của Ngài Nhị Tổ Tuệ Khả, có một Ngài độ cho Ngài Tăng Sán, thì Ngài Tăng Sán lại độ cho một cái vị đệ tử là người gốc Ấn Độ đi sang Trung Hoa xuất gia và tu thiền. Và sau khi đắc được thiền thì Ngài lại sang Việt Nam chúng ta truyền đạo, lại không ở Trung Quốc, không quay về Ấn Độ, mà sang Việt Nam truyền đạo. Ngài ở cái chùa Dâu, đến chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ đó. Đấy chính là cái trung tâm Phật giáo của Giao Chỉ, quận Giao Chỉ chúng ta ngày xưa. Ngày xưa chúng ta nhớ là lúc đó chúng ta mới chỉ là một quận thôi nhé. Đó, năm 544, Ngài đến chùa Dâu và thành lập lên một cái thiền phái, gọi là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi, mang tên của Ngài. Ngài có tên là, Ngài vị thiền sư đó có tên là Tỳ Ni Đa Liêu Chi, năm 544. Và bắt đầu Thiền Tông Việt Nam chúng ta cũng phát triển từ đó. Đến năm 820 thì lại có một vị thiền sư nữa từ Trung Hoa sang, Ngài tên là Vô Ngôn Thông, sang ở chùa Kiến Sơ ở bên gần cái chỗ làng Phù Đồng, đền Phù Đồng, thờ Đức Phù Đồng Thiên Vương đó. Ngài ở cái chùa đó, và bắt đầu từ đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu phát triển cái thiền tông rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là sang đến thời Lý và thời Trần thì gần như là những người xuất gia đều là tu thiền, vị nào cũng tu thiền, vị nào cũng tu thiền cái thời đó. Cho nên chúng ta đọc về lịch sử chúng ta toàn thấy các vị đó toàn là tịnh độ, có thế tu tịnh độ mấy đâu, có tu tịnh độ nhưng mà chỉ là kiêm tu thôi. Nhưng còn thời đó thì gọi là thiền tông Phật giáo Việt Nam là rực rỡ. Cho nên chúng ta đọc những cái quyển sách về lịch sử Phật giáo chúng ta toàn thấy là thiền sư đấy, đều là thiền sư, những vị thiền sư. Và cái phương pháp thiền tổ sư ấy chính là cái phương pháp thiền gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, mà Đức Phật đã trao truyền cho Ma Ca Diếp chứng đạo và đã ngộ đạo và đã chứng thiền đấy. Chúng ta không thể nào mà có thể mà nhìn bằng con mắt thường hay là những cái suy nghĩ thường tình của thế gian mà có thể hiểu được. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có những vị tu thiền và chứng đạo xong rồi thì Ngài lại để tóc lại sống như những vị tại gia bình thường, nhưng Ngài vẫn hành đạo, vẫn ở trong chùa, nhưng mà Ngài để tóc như những người tại gia, để tóc dài ra những người tại gia, và Ngài hành đạo. Nhưng cũng có những vị thiền sư, chúng ta thấy các Ngài sau khi chứng đắc cái tâm tông của tổ sư thiền rồi ấy, thì Ngài không ở trong chùa nữa mà Ngài đi ra ngoài xã hội, Ngài làm tất cả các công việc để độ chúng sinh, để giúp đời, vân vân. Nên chúng ta không thể nào biết được cái tâm lượng của các Ngài được. Hoặc là cũng có những vị thiền sư, các Ngài thì hiện ở tại gia như là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ở nhà thời triều đại nhà Trần của Phật giáo của Việt Nam chúng ta vậy. Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là một vị đại Bồ Tát tái thế, nhưng mà Ngài thì hiện là một vị cư sĩ tại gia. Đấy là về thầy nói sơ qua về cái thiền tổ sư như vậy. Còn cái thiền nguyên thủy, thiền nguyên thủy thì chúng ta thấy là hay còn gọi là thiền
Phật giáo tiểu thừa đó. Còn có một cái tên người ta gọi nó, nhưng mà ngày xưa thì gọi là thiền tiểu thừa, nhưng bây giờ gọi là thiền nguyên thủy. Tức là những cái phương pháp tu quán, như là quán sổ tức, tức là đếm hơi thở này, rồi quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thụ thì khổ, quán pháp vô ngã, vân vân. Đấy là các phương pháp mà Đức Phật đã dạy ở trong các bộ kinh A Hàm, các bộ kinh A Hàm hay là kinh Nikaya. Đó, về bên Phật giáo nguyên thủy thì gọi là các bộ kinh Nikaya, thì Đức Phật dạy về các phương pháp tu quán ấy, đặc biệt là các phương pháp gì? Quán niệm hơi thở, quán niệm hơi thở. Bên Phật giáo Đại thừa thì gọi là phương pháp gọi là chỉ quán, chỉ quán, hay còn gọi là chỉ quán tọa thiền. Còn bên kia để Vipa, thì những cái tên như là tên tiếng nước ngoài như là cái thì Vipassa hay cái gì gì, nó nói chung đếm dịch ra nó chỉ là cái quán niệm hơi thở mà thôi. Đó, quán niệm hơi thở. Ví dụ như là các phương pháp tu của các vị thiền sư của Thái Lan, của Lào, của Campuchia hay là của Myanmar, hoặc là ở Việt Nam chúng ta cũng có cái phương pháp đó. Đặc biệt là các quý thầy ở trong tu theo Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy ở đằng trong. Còn ở đằng ngoài á, thì cái chùa Ba Vàng á, thì thầy Ba Vàng á, vẫn là ngày xưa ngày học thiền với Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên cái phương pháp thiền của thầy Thái Minh ở chùa Ba Vàng á, cũng là cái phương pháp thiền của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng bây giờ thì thầy cũng chuyển sang nghiên cứu và tu tập theo kinh Nikaya, cho nên nó cũng giao hòa giữa Phật giáo tổ thiền tổ sư và thiền nguyên thủy. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu về thiền và muốn tu thiền á, thì như các cụ ngày xưa nói thì các tổ ngày xưa, các bậc cổ đức ngày xưa, các ngài dạy là bắt buộc mình phải tìm đến một vị thầy. Người tu thiền mà không có một vị thầy hướng dẫn cho mình trực tiếp thì mình rất dễ đi sai đường. Bởi vì khi mà mình chuyên chú vào tu thiền á, tức là mình đi vào con đường tâm linh rồi. Mà đi vào con đường tâm linh á, mà không khéo thì rất dễ bị lạc đường. Thầy lấy một cái ví dụ như các bạn có thể tưởng tượng ra đi vào một cái mê cung á, đi vào mê cung á, mà chúng ta không có đèn đuốc, không có người dẫn đường chẳng hạn, hoặc không có đèn đuốc, không có cái phương tiện cần thiết để mang theo, thì chúng ta rất dễ bị lạc đường ở trong đó. Mà thậm chí ở trong đó có rất nhiều những dã thú hay là những con rắn rết bọ cạp rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không có đèn đuốc, không có ánh sáng, không có các loại phương tiện cần thiết để mang theo, chúng ta rất dễ bị bỏ mạng ở trong đó. Thầy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta hiểu rằng tu thiền á, cần phải có một vị thầy. Phải có một vị thầy thực sự đã gì? Đã từng tu thiền và đã gì? Đã chứng ngộ về thiền, đã có những cái kinh nghiệm dày dặn trên cái bước đường tu tập thiền quán, thì các ngài mới có thể dạy chúng ta đúng được. Bằng không thì chúng ta cũng dễ đi sai đường lạc lối lắm. Nhiều, hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng khá nhiều những vị xưng là thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia, và có những vị nói rằng tự vỗ ngực cho mình đã tu chứng đắc thánh quả là hán rồi. Có những vị xuất gia tu thiền bây giờ cũng nói thì cũng tự nói là mình đã chứng đắc thánh quả là hán. Có những vị tại gia cư sĩ tu thiền cũng nói rằng tự nói rằng mình đã chứng đắc thánh quả là hán. Nhưng mà chúng ta biết ở trong kinh điển của Đức Phật, kể cả kinh Nikaya hay là kinh điển Phật giáo Bắc Tông, Đức Phật không cho phép các đệ tử của mình tự khoe khoang và tự nói rằng mình đã tu chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả A-la-hán, vân vân. Trong bốn thánh quả, sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tu đà hàm, tam quả A-la-hàm và tứ quả A-la-hán đó, có tu chứng cũng không có được nói ra. Vậy thì những vị mà tự nói là mình đã tu chứng được thánh quả là hán hay thế này thế nọ thế kia đó, tất cả đều là vọng, đều là giả, đều là ma sự. Ở thời mạt pháp này chúng ta thấy không chỉ người tu thiền bị ma nữa, gì dính vào cái lưỡi, bẫy lưỡi của ma và tự cho mình là chứng đắc thánh quả, kể cả người tu tịnh độ ở trong cái đạo tràng tịnh độ mà thầy giảng mà cũng có dẫn chứng một vài trường hợp, những vị tu tịnh độ cũng ngộ nhận mình đã
chứng được cái pháp pháp tu gọi là nhất tâm bất loạn, chứng được cái pháp gọi là niệm Phật tam muội. Mấy năm qua chúng ta thấy có khá nhiều những vị tu sĩ tu theo tịnh độ và cư sĩ tu theo tịnh độ cũng ngộ nhận mình là gì, đã chứng được pháp niệm Phật tam muội, pháp nhất tâm bất loạn, và chắc chắn một đời được vãng sinh. Nhưng mà không phải, một thời gian sau chúng ta thấy những vị đó lại đi lầm đường lạc lối và đi chệch cái hướng của giải thoát của nhà Phật. Các vị thiền sư cũng có thiền sư bây giờ ở Việt Nam chúng ta đang nổi lên một cái vị cư sĩ ở trong miền Nam, ở trong miền Nam họ thành lập lên một cái tông phái thiền. Họ nói rằng cái pháp môn này đã thất lạc hàng mấy nghìn năm nay rồi, và bây giờ Đức Phật là truyền lại và họ thành lập lên một cái thiền phái gọi là thiền tông Tâm Diệu, do một ông cư sĩ ông ấy lập lên. Sau khi cái sư bà ở cái chùa đấy mất đi thì các ông ấy cũng là Phật tử ở đó và ra trông nom, và bây giờ cũng ở luôn cái chùa đó và tự lập lên cái tông phái đó và nói rằng mình đã tu chứng được cái phương pháp thiền đặc biệt của Đức Phật, một cái phương pháp gọi là thiền bí mật, cái tâm tông bí mật của chư Phật đã thất truyền nhiều trăm năm nay rồi, hàng nghìn năm nay rồi, bây giờ đem truyền lại cho các vị ấy. Và các vị ấy nào là viết sách thành những cái quyển sách gọi lên, nói là lên những cái điều mà bí mật mà Đức Phật truyền lại cho. Đã gọi là bí mật thì làm gì còn có cái chuyện mà viết lên thành sách các, mà truyền lại như thế, không có. Cho nên ở đây Thầy khuyên bạn này muốn tìm hiểu về thiền thì đừng có học thiền qua mạng. Qua mạng chỉ xem thôi, xem trên YouTube, xem qua mạng thì gọi là xem để hiểu, để tăng thêm kiến thức thôi. Còn thực sự mà tu thiền là phải có thầy dạy cho mình, luôn luôn ở bên cạnh mình theo thầy để học, và thầy sẽ chỉ dạy cho mình, uốn nắn cho mình từng cái gì ạ, từng những cái, tất cả những cái pháp. Ví dụ như là khi mà nhập thiền này thì thân mình phải ngồi ra làm sao, hơi thở mình phải thở như thế nào. Chúng ta đừng có nghĩ là hơi thở cũng phải, không cần phải tập. Lúc học thiền hơi thở cũng cần phải tập, hơi thở cần phải tập, mà ngồi cũng cần phải tập. Đã ngồi thiền, cái tư thế ngồi thiền cũng phải tập này, hơi thở cũng phải tập này. Đó là gì? Thân này, hơi thở này, và tâm này. Cái khó nhất là gì? Là cái tập về tâm, cái quán niệm. Cái tâm của chúng ta nó bay nhảy, nó chạy nhảy cứ lung tung ra, và chúng ta phải có người thầy đã từng tu tập thiền và đã có rất nhiều kinh nghiệm về thiền, các quý thầy mới dạy cho chúng ta được. Không có là chúng ta lầm được lạc lối, ngồi thiền được vài ngày hoặc vài tuần hoặc vài tháng, chúng ta thấy tâm nó an một chút, thấy cảnh giới này nọ nó hiện lên, và chúng ta rất dễ nghĩ rằng mình đã chứng đắc. Và một thời gian sau là gì? Là nói nhăng nói cuội, là đơ đơ. Thầy gặp khá nhiều cái trường hợp này. Có những vị tu theo thiền Phật giáo, có những vị tu theo thiền ngoại đạo, có những vị tu theo gì? Thiền về nhân điện. Đến đây mấy năm trước, năm nay thì từ Tết tới giờ chưa gặp những vị nào, nhưng năm ngoái cũng gặp 2-3 trường hợp như vậy. Khi đến đây thì chân tay thì cứ run lẩy bẩy thế này, tinh thần thì không ý thức được nữa. Cũng do là gì? Tu thiền ở trên mạng, và rất thích tu theo tu thiền, và rất thích học Phật giáo, rất thích học theo đạo Phật, và đi lên trên mạng coi và cóp về và học tập và tu theo, và cũng không cần đến chùa, không cần gần gũi các vị thầy, các vị thiền sư để dạy cho mình nữa. Và kết quả là chỉ có mấy tháng sau thôi mà thành trở thành con người như vậy. Và khi mà đến với chùa, thầy cũng phải mất khoảng mấy tháng mới có thể giúp đỡ được cho các quý vị đấy lấy lại được cái trạng thái bình thường như trước đây. Có những trường hợp mất cả năm, có những trường hợp mất vài tháng, có những trường hợp chỉ mất vài tuần thôi, nhưng phần lớn là phải mất vài tháng thì mới ổn định lại như cũ được. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây thì chốt lại thì thầy khuyên bạn ấy tu thiền phải có thầy dạy, phải nên đi tìm các thầy. Nếu bạn muốn tìm hiểu về phương pháp thiền của tổ sư, nên tìm đến đúng địa chỉ,
các quý thầy dạy được cho các bạn về thiền tổ sư. Đó là thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, nơi mà Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài là người khôi phục, phục hưng lại cái thiền viện, cái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hoặc là ở miền Bắc chúng ta có thể đến thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, hoặc là sang bên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hoặc ở đằng trong thì có thể Thanh Hóa, Nghệ An thì đến thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, hoặc ở Hà Nội chúng ta có thể đến bên thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, thiền viện Sùng Phúc. Hoặc ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang thì cũng có một cái thiền viện, hệ thống của, trong cái hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì đây mới chính là cái nơi cho các bạn đến để tham khảo và để tu học về thiền tổ sư tốt nhất và không đi lầm đường lạc lối. Còn các bạn đi linh tinh, đi linh tinh, thầy nói các bạn đi linh tinh nhé, các bạn nhầm đường lạc lối, một lúc nào đó mình quay đầu lại thì hơi khó. Và mình không biết là mình đang lầm đường lạc lối, người ta lừa mình không biết mình đang lầm đường lạc lối. Đó, đấy là những địa chỉ về gì? Về tu thiền, về tổ sư. Còn về tu thiền, về thiền quán của Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì bạn nên tìm đến những cái mô hình tu viện của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.